Vụ Thái Thiên Phượng cảnh sát khá lộ sốt về người trực tiếp ra tay vẫn còn nghi phạm lẫn trốn. Liên quan đến vụ án Thái Thiên Phượng, câu hỏi được công chúng đặt ra nhiều nhất lúc này chính là ai là thủ phạm chính trực tiếp ra tay với nữ người mẫu xấu số, bởi hiện tại con số nghi phạm đã lên tới 7 người và không loại trừ khả năng vẫn còn nghi phạm lẫn trốn. Hiện tại, theo HK01, bất chấp nhiều nỗ lực của lực lượng cảnh sát Hồng Kông khi lùng sục tại các nghĩa trang, bãi rác và các khu cống rãnh quanh khu vực, nhưng những phần còn lại gồm thân và tay của cố người mẫu Thái Thiên Phượng vẫn đang mất tích bí ẩn. Việc tìm kiếm đi vào bế tắc khi nghi phạm nhất quyết giữ im lặng. Vụ án gây chấn động Hồng Kông được phát hiện vào ngày 24 tháng 2 khi cảnh sát phát hiện thấy nhiều bộ phận là dao thái, búa, tấm nhựa che mặt, áo mưa và túi sách của Thái Thiên Phượng trong tầng trệt căn hộ 3 tầng ở Đại Bộ. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP cho đến nay đã có 7 nghi phạm bị tình nghi liên quan đến cái chết của Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ. Các bị cáo sẽ tiếp tục trở lại tòa án thành phố Cửu Long vào ngày 8 tháng 5 tới. Tuy nhiên, trong công bố điều tra của cảnh sát, lực lượng cảnh sát tuyên bố có khả năng vẫn còn nghi phạm lẫn trốn và sẽ sớm có thêm nghi phạm bị bắt giữ. Trong thông tin mới nhất của mình, tờ SCMP cũng đăng tải thông tin chi tiết về 7 nghi phạm cũng như vai trò của từng thành viên liên quan đến vụ án gây rúng động. Trong đó, Quảng Cầu, bố chồng cũ của nạn nhân được xác nhận là người trực tiếp ra tay và là tâm điểm chính của vụ án. Nghi phạm này là cựu trung sĩ cảnh sát từ chức vào năm 2005. Sau khi bị cáo buộc có liên quan đến vụ án xâm hại thân thể, Quảng Cầu nắm trong lòng bàn tay luật lệ và cách thức phi tang nên gây ra nhiều khó khăn trong việc điều tra. Về động cơ, Quảng Cầu được xác nhận là không hài lòng với việc con dâu cũ bán một tài sản giá trị lớn nên đã lên kế hoạch ra tay với cô. Nghi phạm thứ hai là chồng cũ Thái Thiên Phượng, Quảng Cảnh Trí bị bắt giữ tại bến tàu Trung Trung trên đảo Đại Nhĩ Sơn, Hồng Kông, Trung Quốc. Cảnh sát đã kịp thời ngăn chặn nghi phạm này trốn khỏi Hồng Kông, Trung Quốc bằng tàu cao tốc. Khi bị cảnh sát bắt giữ, tìm thấy trên người Quảng Cầu có 500.000 đô la Hồng Kông, 1,5 tỷ đồng tiền mặt và một số đồng hồ sang trọng trị giá khoảng 4 triệu đô la Hồng Kông, 12 tỷ đồng. Người chồng cũ và anh rể cũ của Thái Thiên Phượng là hai nhân vật chính hỗ trợ phi tang các phần của Thái Thiên Phượng. Trong đó, anh rể được cho là đã đánh thuốc mê Thái Thiên Phượng trên xe rồi đưa vào nhà. Trước khi Thái Thiên Phượng mất tích, anh rể là người lái xe đến nhà nạn nhân ở Cadoria Hill để gặp cô. Sau đó, cả hai ra ngoài đón con gái của Thái Thiên Phượng. Theo truyền thông địa phương, mẹ chồng của nạn nhân không tham gia vụ việc nhưng có biết về kế hoạch hại Thái Thiên Phượng. Do đó, bà Ly bị buộc tội tiêu hủy bằng chứng nhằm cản trở công lý một ngày trước khi phát hiện ra các bộ phận của con dâu cũ. Những nghi phạm khác gồm có người phụ nữ họ Khu 47 tuổi, tình nhân của bố chồng cũ nạn nhân, Lâm Thuận 41 tuổi, chủ đại lý cho thuê du thuyền, Phan Xảo Hiền 29 tuổi, người đứng tên thuê du thuyền, và là bạn gái chồng cũ Thái Thiên Phượng. Người này bị buộc tội hỗ trợ nghi phạm bỏ trốn và có ý định cản trở việc bắt giữ hoặc truy tố anh ta. Theo SCMP cho hay, Xảo Hiền được cho là đã thu xếp một chiếc du thuyền để giúp chồng cũ của Thái Thiên Phượng trốn sang Macau. Dù biết hoặc tin rằng anh ta đã phạm tội, Xảo Hiền có thế lực gia đình thuộc thành phần bất hảo. Theo thông tin từ người nhà, Thái Thiên Phượng chăm lo kinh tế cho gia đình chồng cũ. Năm 2019, Thái Thiên Phượng chi gần 73 triệu Hồng Kông, 221 tỷ đồng mua nhà để gia đình chồng cũ sinh sống, ngôi nhà đứng tên Quảng Cầu. Cuối năm ngoái, cô có ý định bán căn nhà, mua căn khác cho gia đình chồng cũ sống, nhưng gia đình chồng cũ không đồng ý. Được biết, căn hộ cao cấp này nằm trong khu Cadoria, một trong những khu vực đắt đỏ nhất Hồng Kông, Trung Quốc. Sau 2 tuần, vụ án vẫn đã và đang khiến dư luận thế giới dậy sóng. Ngày 7 tháng 3, mẹ ruột của Thái Thiên Phượng, bà Chi-ôm Jin-fa đã nộp đơn lên tòa án tối cao để ngăn cấm Quảng Cầu mua bán hoặc chuyển nhượng căn hộ cao cấp ở khu dân cư Cadoria Hill mà chưa có sự đồng ý của bà.